Chào các bạn, hôm nay mình xin phép mình được chia sẻ với các bạn một hình thức kiếm tiền, đó là rút gọn ninh. Đây là một hình thức vô cùng đơn giản và với cái nền tảng JGL thì bạn có cái cơ hội là chiến thắng 150 đô đấu giá cộng với 150 đô bạn cho đi, tức là bạn gửi cái quà tặng cho mọi người tham gia. Và đây là cái cách kiếm tiền, nó là với tỷ lệ là 160 đô la trên 10.000 lượt click thông qua cái đường link rút gọn của bạn. Nếu mà bạn giới thiệu cho một người bạn của bạn thì bạn sẽ kiếm được 50% số tiền mà người bạn của bạn kiếm được. Nó có 3 bước đơn giản. Bước đầu tiên đó là tạo một tài khoản. Bước thứ hai đó là bạn rút gọn bất kỳ một link nào trên cái nền tảng này. Bước thứ ba đó là bạn chia sẻ cái đường link đó cho tất cả mọi người cần link vào cái đường link của bạn thì bạn sẽ được nhận tiền. Đây là một nền tảng công cụ miễn phí nơi mà bạn có thể tạo một cái link rút gọn free và bạn được nhận tiền. Vì vậy bây giờ bạn có thể kiếm tiền từ nhà khi có thể quản lý những cái link của bạn. Và làm thế nào bạn kiếm được nhiều tiền? Đó là bạn bắt đầu kiếm tiền với nền tảng này thì bạn cần 3 bước. Đó là tạo một tài khoản, tạo một link và bạn chia sẻ cái đường link đó cho mọi người để mọi người connect và tham gia. Đây là thưởng 50% cho giới thiệu. Đây nó có cái bảng điều khiển cho chúng ta biết chi tiết về cái bảng này, về cái nền tảng này. Và số tiền tối thiểu payout đó là 2 đô la. Chúng ta có thể trả tới tất cả người dùng thông qua PayPal, tỷ lệ trả rất là cao. Và hiện nay nền tảng này đã có tổng cộng là 32 triệu click với 1,4 triệu đường link đã được rút gọn qua nền tảng này và có tới 281.000 người dùng đăng ký trên nền tảng này. Và bạn có thể nhận tiền qua PayPal, Payza, Skin, Webmoney, Bitcoin và có thể chuyển tiền qua ngân hàng. Đây, mình vào mục tỷ lệ payout. Với tỷ lệ là 100 đô trên 10.000 khách tham qua đường link rút gọn của bạn, bạn giới thiệu cho một người bạn, bạn nhận 50% cái số tiền bạn kiếm được. Bạn sẽ kiếm được 160 đô la trên 10 lượt click cho những khách hàng traffic truy cập từ Ả Rập, UAE với những đất nước ở top 1 là 100 đô la trên 10.000 view như Australia, Austria, Belgium, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italia, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Top. Những đất nước thứ hai là 80 đô la trên 10.000 view đó là Việt Nam, Thái Lan, Nam Phi, Singapore, Saudi, Malaysia, Kagut, Indonesia, Hồng Kông. Vậy bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản nhé. Đầu tiên bạn click vào Sign Up. Bạn nhập tên username của bạn vào đây.
Step thứ hai là bạn điền email của bạn vào đây. Bước thứ ba bạn nhập mật khẩu vào đây. Tiếp theo là bạn xác nhận lại mật khẩu. Bước tiếp theo, bạn click vào tôi đồng ý với điều khoản. Và bạn click vào đăng ký. Bạn cũng có thể đăng ký với tài khoản Facebook của bạn, nhưng mà để nó an toàn thì bạn nên đăng ký theo tài khoản email. Ok, tài khoản của bạn đã được tạo. Mình vào kiểm tra email xem nó có cần phải xác minh gì không nhá. Không, nó không yêu cầu xác minh. Đây, bây giờ bạn đăng nhập vào tài khoản của các bạn. In. Ok, đây là cái bảng điều khiển của cái nền tảng giúp bọn này. Đây là phí hiện tại của mình là đang là 0 đô la. Đấy, đây là cái trạng thái ở phân tích trạng thái, đây là quản lý tất cả những cái đường link của chúng ta. Đây, click vào tất cả các link. Đây, hiện tại mình chưa có một cái link nào. Đây là mục rút tiền. Đây là số dư, là cái đang chờ xử lý rút, còn đây là cái mục là đã trả tiền. Đây là những công cụ, đây là các công cụ, còn đây là để vào đường link, lấy đường link giới thiệu. Đây là đường link giới thiệu của mình. Đây, mình copy ra đây. Tí nữa mình sẽ đi giới thiệu. Đây là mục cài đặt. Bạn có thể vào đây xem profile của bạn. Bạn có thể thay đổi mật khẩu. Đây, bạn có thể điền họ tên đầy đủ của bạn vào đây. Họ này. Họ và tên đệm này. Đây là tên chính của bạn này. Địa chỉ này. Đây là thông tin rút này. Bạn có thể cài đặt tài khoản rút của bạn vào đây. PayPal, Bitcoin. PayPal tối thiểu rút là 2 đô, Bitcoin là tối thiểu là 5 đô. Ok, đây là một bài chia sẻ của mình về cách kiếm tiền với nền tảng rút gọn này.
Rất mong được tất cả các bạn chia sẻ kinh nghiệm về cách kiếm tiền này và ủng hộ video của mình bằng cách bấm like, share và theo dõi kênh của mình để đón nhận những video mới nhất và những cái chia sẻ về những cách kiếm tiền mới từ của mình. Rất mong được các bạn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đón xem.